Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Ở đây có ba cái nguồn tài liệu trước mắt mà chúng tôi nghĩ rằng các vị nên tìm vào để đọc thêm. Đó là Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh. Đấy, nếu được thêm cả chú giải, nếu mà ai có điều kiện. Thứ hai là đọc thêm bộ phân tích đã được dịch sang tiếng Việt ha. Cái phần gọi là phần nói về duyên khởi ha. Trong cái bộ đó đó có 18 phần. Mà duyên khởi đó là 1 trong 18, là 1 trong 18 phần nha. Tiếp theo là đọc dùm tôi cái kinh gọi là kinh vị Tằng Hữu Trung Bộ. Kinh vị Tằng Hữu Trung Bộ, nếu mà đọc sách in á thì là Trung Bộ 3, còn nếu mà đọc trên internet thì chắc phải chịu khó dò cái mục lục 152 bài. Để trong 152 bài Trung Bộ nha, chỉ có. Còn nếu mà đọc cái kinh về kinh giấy thì những 3. Rồi còn Trường Bộ thì có 34 kinh hả? Trường Bộ 34 kinh. Trường Bộ 34 kinh chỉ rất là dễ tìm nha. Kinh Vị Tằng Hữu tôi đọc trên cái bộ Quý Văn, cái bộ phân tích này, cái bộ đó nó đã được dịch sang tiếng Việt rồi, và sư trưởng tức là thượng tọa Tu Hành Pháp đã in rồi, in ra rồi, in ra vậy rồi. Cái bộ đó là cái bộ mà chúng tôi cho là sách gối đầu á, sách gối đầu của người Phật tử Nam Tông không thể không biết cái bộ đó nha. Và sẵn ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm, có rất nhiều người Phật tử họ nói với chúng tôi, nói cái bộ đó nó đọc nhức đầu. Thì tôi phải nói thẳng ra đó là hãy người nào mà tôi thấy nhìn cái mặt mà tôi thấy không có hy vọng đó, thì tôi cũng cười, nó ở nó nhức đầu lắm. Rồi thôi, nhưng mà nếu mà quý vị nào mà tôi thấy tôi có chút niềm tin á, niềm tin là người này ráng được, thì tôi mới cho biết một cái chi tiết. Đó là nói là nhức đầu, nhưng mà trong đó đó, trong 7 bộ đó, người hiếu học dù có sơ cơ cũng có thể đọc hiểu chút ít. 2 bộ là bộ phân tích và bộ ngữ tông. Nhưng mà phải nói thêm là có sơ cơ nha, chứ còn dốt cái kiểu mà dốt mà không còn cái chỗ ký tên đó thì thua nha. Nhưng mà nếu mà trong 7 bộ đó mà người hiếu học đó thì dù có sơ cơ cũng có thể đọc hiểu chút ít 2 bộ phân tích và bộ ngữ tông. Đọc đó rồi hãy mà bí thì kiếm thầy, bí thì kiếm thầy kiếm sách nha. Thì đó là cái cách học đạo, đó là cái kinh nghiệm học đạo. Chứ còn bây giờ các vị đừng bây giờ mình đừng bao giờ mình ngồi mình chờ đợi cái kiến thức trên trời mà nó rớt xuống thì cái chuyện nó không có nha. Tôi làm ơn tôi nói rõ cho nó nha, đừng bao giờ ngồi mà chờ, mà cứ bây giờ tôi dốt quá rồi tôi cứ ngồi đi chờ một lúc rồi đó các ngài sẽ mở ra một cái lớp học cho cư sĩ, một lớp học chuyên môn để tỳ đàm, rồi lúc đó tôi sẽ thu xếp vợ chồng con cái gia đình của tôi, rồi tôi sẽ đi học, thì cái chuyện đó không bao giờ có nha. Cái chuyện đó không bao giờ có, hãy nhớ là không bao giờ có. Tôi biết sung rồi nó nằm chờ sung đụng, nhưng mà cũng phải là lựa cái sung nào mà nằm, chứ không phải là thấy sung là nhào tới mà nằm, mà nhầm lúc nó chưa ra trái rồi nằm hả họng nó ra cho rách cái miệng nó cũng có đụng nha. Thì chưa kể là có sung rồi nhưng mà nó chưa có cái mùa nó chín,
chưa kể là cái gốc sung mà nó có chỗ nằm đàng hoàng, nằm nghiêng nghiêng thì sung nó lọt vô, nó lọt trật qua bên nha, phải nói như vậy. Nữa rồi thêm một người nữa, kinh bị tần hữu mà làm sao mà kinh sách giá cá thì nhé, chôm chôm mà làm sao mà làm măng cục được. Các vị tưởng tượng có thể các vị hỏi là sư ơi, sư chôm chôm nó phải là măng cục không? Ngay được cái tên chôm chôm là mình thấy nó có vấn đề nè nha. Kinh bị tần hữu, kinh bị tần hữu là sao kinh sách giá cá được nhé. Kinh sách giá cá là trung bộ 1, trung bộ 2 nhé, còn cái vị tần hữu là trung bộ 3. Nếu vị nào có xin, cái việc tôi không dám, bây giờ tôi rớ vô một cái là tôi bị té liền. Tôi vô tôi lục internet là tôi bị té liền nha. Có ai tìm giùm được không? Vào trung trung vào ở trong Google đánh cái chữ trung bộ kinh một lục. Đánh năm chữ này để cái trung bộ kinh một lục. Thì vô trong đó là tự nhiên cái là ta cho mình là cái tựa liền trung bộ kinh vị tần hiểu. Và tại sao mà tôi lại đề nghị đọc kinh này là bởi vì tôi muốn giảng chung tất cả các kinh ở trong cái phẩm nhân duyên này nè, tôi dồn vô thành một. Đó, cái đại kinh sách trái cá là khác. Dạ, kinh sách trái cá là khác. Còn kinh vị tần hữu là kinh này nói về những cái chuyện, những cái chuyện mà đặc biệt. Cái vị nào mà nguyên thủy được Phật pháp á, làm ơn kiếm giùm thì đấy là tôi đi kiếm cái bạc. Tôi vô tôi lục thì được rồi đó, nhưng mà hai tôi lục một cái rồi đó là coi như là tôi mất, tôi bị té ra, nó khổ rồi đó, nó đang yếu đó. Sửa nhà đó mà, sửa nhà rồi bây giờ đổi ba cái thì cái kinh nghiệm tầng ngữ là nói những điều đặc biệt của một cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót. Mà nếu bà con thấy đó là trong cái kinh gọi là kinh mấy cái bài kinh về trong nhân duyên mình đang nhìn mở ra trước mắt mình thấy đó, thì đâu có nói những cái điều mà về thì bảy vị Phật quá khứ ha, tức là Phật Vipassi, Sikhi, Vasavu, thì tôi nó xác định một chuyện để tôi gom luôn tôi nói rồi tôi mới giảng trả lời gì khởi nha. Phẩm này về bảy Phật, tôi nói bắt nó tắt thôi, nó là bảy Phật xác định chư Phật đều phải trải qua một căn đầu của trước khi thành Phật để dùng túc mạng minh quán xét quả luân hồi nhé, quả luân hồi sanh ở đâu như thế nào đó. Sau đó dùng trọn canh giữa để quán nhân luân hồi là vì sao mình lại có mặt trong những kiếp sống siêu đọa buồn vui đó. Đã thấy do thiện nghiệp mà được hưởng vui, do ác nghiệp mà phải chịu khổ. Đêm qua có một người đề nghị với tôi là hạn chế đừng có biết tiếng Việt nhiều, chỉ biết chữ ngoại ngữ thôi, tôi biết. Nhưng mà có điều là phải nhấn mạnh như vậy như đó, người ta mới chịu nhớ. Đúng rồi, cảm ơn không ảo nha, cảm ơn không ảo khác. Bỏ là bỏ trên cho mấy cái người họ đọc giúp. Còn cái kinh sách trái khá là kinh khác nha, măng cục không phải rùi. Mình cứ đi hội cho bạn đi nha. Thì tất cả nguyên cái phẩm này nó để nói rằng chư Phật á, chư Phật á là bỏ ra cái canh đầu tiên á, cái đêm mà trước khi thành Phật á, thì Bồ Tát á bỏ cái canh đầu tiên để mà quán chiếu về
quả luân hồi. Nhớ nha, túc mạng minh là quả, thấy quả luân hồi. Túc mạng minh là để thấy quả luân hồi. Sanh tử minh á là để thấy cái nhân luân hồi, tức là vì đâu cái nhân luân hồi. Rồi cái sau đó nó đến đầu canh ba đó, đầu canh cuối đó, thì các ngài đó ra khỏi tứ thiền. Cái chỗ này mới mở đơn, tức ngũ thiền bên A Tỳ Đàm. Ra khỏi ngũ thiền, quán xét 12 duyên khởi theo hai chiều thuận nghịch, rồi cái sông chiều nghịch, thì lập tức chứng một loạt sơ đạo bảy sơ quả 300, tứ đạo tứ quả và tức cách chứng thành. Chứng thành cái gì? Chứng thành Phật quả cùng lúc với nhất thiết trí. Ngay sau khi tâm tứ quả xuất hiện, viết như là từ dạy cho em bé rồi đó. Thầy học cái đó mới biết là thành Phật là thành kiểu gì, thành vậy đó. Tức là đầu canh đầu á, trong kinh giải thích đó, là tại sao mà ngài phải dài dòng một đêm rồi vậy, bởi vì sao người ngài đó là ông Bill Gates. Ngài đó, các vị Phật trên đẳng giác là giống như Bill Gates. Tức là đi đâu là ngoài cái chuyên cơ đó là còn nguyên đêm cả xe riêng. Không, Bill Gates cũng chưa đủ mà phải là tổng thống Mỹ mới đúng. Tổng thống Mỹ mới đúng. Đi đâu là phải đi theo, đem theo ngoài cái chiếc chuyên cơ mình ra, phải đem theo mấy chiếc khu trục hộ tống ha. Rồi một nguyên một cái group vệ sĩ chưa hết, còn nguyên một group journalist nữa, phóng viên nhà báo ha, chưa đủ đâu. Xách cho mày thêm hai chiếc xe riêng ha, chưa đủ đâu. Nhà bếp, nguyên cái đám hậu cần mà chưa đủ đâu. Một lần mà ông tổng thống Mỹ mà ông tới một cái nơi nào đó, đó là cái lực lượng mà mật vụ an ninh của Mỹ đã tới đó trước. Ví dụ như ông muốn tới Việt Nam, ông ghé Hà Nội, thì cái đám mật vụ đó phải tới Hà Nội trước mấy ngày. Rồi còn đám vệ sĩ mà đi chung với ông là nó chia ra mấy vòng, vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 1 là cái vòng mà nó tiếp cận trực tiếp với ông. Tại nếu cần là họ mấy cái vali mà họ cầm, mà thấy họ cầm mấy cái vali giống như Samsonite đó, thật ra đó là mấy cái bia trắng đạn thôi. Mà chỉ cần mà họ phát hiện một cái lạ một cái rồi là họ đè ông xuống, là họ lấy nó, họ chụp cái người ông, lấy cái vali mà sắp tay đó. Và coi như là ba cái thiết bị mà tất nhiên là cái Bluetooth, tức là tất cả đều phải sử dụng khẩn cấp để họ liên lạc cho. Và cái xe của tổng thống Mỹ là chỉ có mật vụ Mỹ mới mở, chứ không có phải là một người ngoài cái đám nó có thể mở được. Và tại sao nó rắc rối như vậy? Bởi vì cái chết của ổng nó sẽ dẫn đến 1 tỷ cái vấn đề của thế giới. Ổng mãn nhiệm rồi thì thôi, nhưng mà ổng đang là tổng thống thì bao nhiêu cái rắc rối nó sẽ xảy ra sau khi mà ổng bị ám sát, dù ám sát không hay là ám sát thành công, rắc rối như vậy. Thì ở đây mình thấy đúng vậy, một cái vị chánh đẳng giác á, vì ngày nhất chứng ngộ nhất thiết trí mà, cho nên cái thời gian chứng ngộ phải lâu như vậy thôi. Canh đầu á là người dùng ngày cái dùng cái túc mạng minh để người quán chiếu quả luân hồi. Quả luân hồi là họ hành tánh tướng hết, tức là trời làm bàn xanh địa ngục tu la ngạ quỷ như cái này, mặt ốm cao thấp trắng đen buồn vui ra sao. Rồi cái canh giữa đó để mới dùng cái sanh tử minh ấy, tức là cũng còn gọi là sanh, gọi là thiên nhãn minh ấy, để mà ngày soi rõ vì sao mà mình còn phải diễn kiếp như này như vậy, kiếp kia như vậy, thì ra để mà làm ác thì phải bị vậy đó, mình diễn được vậy đó. Cảm ơn giọt mưa giúp mình.
Rồi thì tới canh ba đó, thì chúng ta biết rồi, muốn quán chiếu túc mạng hay là sanh tử thì vị đó phải là người chứng hữu thiền, đúng không? Đúng, chứ phải chứng hữu thiền. Thì sau khi mà xong cái canh hai rồi thì ngài phải ra khỏi, ngài không còn tiếp tục dùng tâm đấu đại nữa, mà ngày lúc đó ngài dùng cái tâm đại thiện. Người học đại học, người học ở địa đàng thì phải biết cái này. Tức là khi mà quý vị quá thông đó, quá thông rồi muốn dùng thông gì đó thì phải nhập thiền cơ trước. Nhập thiền cơ đó, ví dụ như vị đó muốn hiện ra muốn đi trên đất, ta xin lỗi, muốn đi trên nước, muốn đi trên hư không thì vị đó phải nhập cái niệm mục đất. Nhập niệm mục đất xong rồi vị đó mới ra khỏi cái thiền cơ đó, mới tác ý chú nguyện rằng hãy có một con đường đất. Nói là nó hơi dài nhưng mà lúc trong bụng chỉ là muốn thôi, muốn là có con đường để mình đi đi. Thì vừa nghĩ như vậy lập tức là có. Thì cái lúc mà vị đó đang đi như vậy, vị đó phải xài cái tâm đại thiện dục giới nha, phải nhớ cái đó, chứ không có phải xài tâm đó đại. Vì cái thiền cơ mình đã ra khỏi rồi. Cái thiền cơ nữa, thiền cơ tức là cái tình thiền mình ngủ thiền mình chứng, nó chỉ biết cảnh địa mục thôi, phải biết cái này. Thì trong khi đến cái đề canh thứ ba đó thì Bồ Tát thì không có còn dùng cái tâm đấu đại nữa, mà ngài dùng cái tâm đại thiện dục giới để mình ngày quán chiếu 12 duyên khởi theo hai điều gì thực hiện. Quán chiếu như thế nào? Quán chiếu như thế nào? Quán chiếu bằng cách tự hỏi thân này từ đâu có, từ ở, rồi sau đó tự trả lời rằng từ sự chào đời mà có. Rồi cứ vậy tự hỏi thêm sanh từ đâu mà có. Cái sanh có từ, có từ cái sự tái tục, cái đầu thai á, sự đầu thai có từ tâm quả tái tục, tâm quả đó có từ tâm thiện ác tức nghiệp hữu, còn tâm tái tục á là sanh hữu. Hữu có từ, cái này phải biết là tôi biết tắt đây nha, chứ tự ngày hỏi, tự ngày hỏi ngày á. Hữu có từ tứ thủ, mà tứ thủ nói gọn là tham ái và tà kiến, trong chuyện hưởng lạc và chấp ngã. Hưởng lạc và chấp ngã nó cái tôi muốn bà con học duyên khởi với tôi á, là bà con sẽ học bằng một cái cách rất và rất là dễ nhớ. Nói như vậy không có nghĩa là cách của tôi hay, mà cái cách của tôi đó là tại vì tôi là cái mình tiêu hiểu nông nam, tôi là một cái anh nông dân, thì tôi chỉ đường cho cái người sơ cơ theo cái cách của thằng nông dân thì tôi nghĩ là nó dễ nuốt hơn. Chứ còn tưởng tượng người ta mù tịt mà mình xách cái GPS ra thì nó mệt cho người ta lắm nha. Bây giờ mình kính kiểu cái nghĩa nông dân đó là tới nhà hàng tí có thấy hai quẹo phải, tới nhà hàng tèo, nhà hàng tèo có cái chuồng heo trước, thấy không? Tới có cái chuồng heo rồi mới hỏi ở trong đó có nhà hàng tắm tàn á, mới hỏi cái nhà ông bảy sĩ nằm đâu. Rồi mới đó, cái cách chỉ cái đường của tôi là như vậy đó, chứ tôi không có xài cái GPS nha. Tứ thủ nó có gì đâu, tứ thủ chính là tha mái và tà kiến ở mức độ sâu đậm. Ngã thì có từ thọ, ái thì có từ thọ, ái có từ ba thọ. Rồi cái này mới bảo đơn gặp thọ lạc á thì thích, mà gặp thọ khổ á thì tưởng nhớ đến thọ lạc và mong đừng
hai thái độ này đều là nhân sinh ái. Đó, cho nên mấy ái có từ ba thọ là chỗ đó. Mà thọ nó có từ đâu? À, thọ có từ xúc. À, mà xúc là sự gặp nhau giữa lục căn, lục thức và lục căn. Xúc là sự gặp nhau, tức là xúc. Mà sáu cái này, cái xúc này đó, xúc lại có từ sự hiện hữu của lục căn. Mà lục căn á thì lại có mặt từ danh sắc thái tục, tức những tố chất đầu đời quyết định ta có đủ sáu căn trong kiếp sống đó hay không. Đó, cái chỗ này theo tôi đọc và theo tôi nghe đó, thì thường người Việt Nam mình hay làm lơ cái chỗ này. Cái chỗ này nó quan trọng vô cùng. Cái chỗ mà lục căn lại có mặt từ danh sắc thái tục, mà danh sắc thái tục ở đây là những tố chất đầu đời quyết định ta có đủ sáu căn trong kiếp sống này không. À, cái vụ này mới mệt. Bây giờ mới nhắc lại. Chúng sanh cõi dục nếu thiếu phước thì chỉ có một vài trong một vài căn này, thì căn nó đi, chỉ lúc đó tôi muốn viết tắt thôi. Cái là bên tiếng viết Anh á, bên ngoại ngữ nó nói chỗ này nó viết tắt lắm, chỉ xôm là đủ rồi. Một vài căn trong một vài căn trong sáu căn. Yeah. Đủ phước á thì không thiếu căn nào đó. Chẳng có dục nha, phải thêm những gì chỉ dục nữa. Ví dụ như mình ở cái cõi này là cái tại sao mà phải nhấn mạnh chứ có dục mà phải đủ phước, là bởi vì đó là cái cõi này mà thiếu một cái đó là coi như là khuyết tật. Ví dụ như mình thấy cái người mà bụt khùng bẩm sinh á thì họ có đủ sáu căn đúng, nhưng mà cái căn thứ sáu của họ là cái ý căn họ nó có vấn đề, có đủ đúng, nó có đủ nhưng mà nó có đủ kiểu như vậy đó. À, cái kiểu mà như là hai người cùng mình nó đi ngoài đường mình nó gây lộn nhau đó. Thằng kia nó nói trời tối rồi sao mà mặt trời chưa có lạnh. Cái thằng thứ hai đó nó làm gì cái trời này mà làm gì có mặt trời, đó là mặt trăng với mặt trời cái gì. Thì cái thằng tỉnh đi nghe nó nói nó đèn đường với nhà nội. Cái này nó không phải là cái chuyện cười, mà nó chính là cái chuyện minh họa cho cái phàm phu của mình. Nghe thằng như một thằng thì nó nói là trời này tối rồi mà còn mặt trời. Cái chuyện nghe câu nói là có vấn đề rồi, tối rồi mà còn mặt trời. Thằng thứ hai thì nó nói là mặt trăng, đêm mà phải có mặt trăng chứ, sao đêm mặt trời được. Tại sao tôi nhấn mạnh cái chuyện này? Cái mà thấy cái vô minh của hai người, cái thằng thứ nhất cái chính miệng nó nói rằng đã tối rồi, thì chưa tối là chứ nha, đã tối rồi mà sao mặt trời chưa có lặn. Là mình thấy nghi cái thứ nhất là cái thằng này vô minh nó quá nặng, vô minh và tài trí của nó quá nặng đi. Để thằng thứ hai thì nó thông minh hơn một chút. Thằng thứ hai nó thông minh hơn chút, nó nói rằng là tối rồi làm gì mà có mặt trời, tối rồi phải tranh chứ. Thì hai cái người này là tượng trưng cho phàm phu của mình. Và mua của mình có một người là hoàn toàn không biết gì hết, đó là những con thú nha, con chó, con trâu, con heo, con gà, nó hoàn toàn không biết gì hết đó. Thì nó y như cái anh khùng nhất, cái là giờ này tối rồi mà sao còn có mặt trời. Cái anh thứ hai nó chính là nhân loại của mình, chính là chư thiên phạm thiên,
lớp là thông minh hơn đấy. Thì anh hiểu là định diện nữa, là đêm thì làm sao có trăng, anh xin lỗi, đêm thì sao có mặt trời, đã gọi là đêm thì phải mặt trăng mới đúng chứ. Như vậy thì mình thấy cái thằng khùng thứ hai này nè, nó khôn hơn khùng thứ nhất, nhưng mà xin thưa, nó khôn hơn thằng thứ nhất, nhưng mà nó vẫn là thằng khùng thôi nha. Tới cái anh thứ ba mà anh tỉnh, anh nói nó mặt đó là đèn đường đó cha nội. Thì cái anh thứ ba này mới là tượng trưng như cái người hiểu đạo nha. Từ anh thứ ba để tượng trưng như người hiểu đạo. Còn hai anh thứ nhất là lơm cơm, anh thứ nhất là mù tịt mình mới nói. Còn cái anh thứ hai là biết ba mớ. Mà vô minh là gì? Vô minh là không biết cái đáng biết và chỉ biết cái không cần biết, tức chỉ biết theo cách kích thích phiền não. Cái anh thứ nhất là không biết gì thì là đúng rồi, nó vô minh. Mà cái anh thứ hai đó là biết cái không cần biết, tức là biết gì chỉ biết theo cái cách kích thích phiền não. Mình tôi ví dụ nha, này tôi ví dụ, tôi chỉ ví dụ các vị mà biết rõ người khác, người quen của mình đó, mà họ nghĩ gì về mình thì có lẽ là mình đi vô núi mình ở rồi nha. Kể cả những người mình gặp mình chào hỏi rồi ôm ngang lưng rồi vỗ vai mình, thật ra đó là mình không biết trong bụng họ nghĩ gì về mình. Rồi bà xã mình, rồi ông xã mình không biết trong đầu họ nghĩ gì về mình. Rồi mình không biết gì nào mình chết. Mình biết chết kiểu nào, chết ở đâu, mình sống nào mình cũng biết, mình nghe hiểu lầm. Cái nghĩa là còn lâu lắm, đó là vô minh nữa. Thứ nhất là vô minh, mình biết nó nghĩ cái gì về mình. Thứ hai nữa, mình biết như nào mình chết. Thì cái thứ ba nó chỉ rất là nhẹ nhàng thôi. Mình chỉ không cần đặt cái gì hết, mình chỉ cần nhìn xuyên thấu người ta, giống như là X-ray đó, là quang tuyến đó. Mình nhìn thấy, biết rõ đây là ruột, đây là phèo này. Thấy người ta ăn, mình biết rõ thức ăn nó chạy từ cái miệng, nó chạy xuống về thực quản, rồi nó vô tới bao tử, rồi sau đó bao lâu nó một tống ra ruột già, rồi nó đi ra ngoài. Nếu mình nhìn thấy tận mắt cái hành trình đó thì mình không thể nào mình ôm hôn một người, mình không thể nào mình ôm ấp một người trong tay mà với tất cả cái sự mà gọi là lãng mạn, yêu đương tào lao thiên tướng, không có đâu. Nhưng mà nhờ mình không biết gì hết, mà có lúc bây giờ mình dệt mộng, mình gọi đây là cái lưng thắt đái lưng ông ha. Rồi mình gọi đây là mày lá liễu, mũi dột dừa, môi trái tim hả. Rồi mình gọi đây là tóc mai, sợi vắng, sợi dài hả. Rồi mình gọi đó là mắt bồ câu hả. Rồi mình gọi đây là màu tím hoa sim hả. Mình gọi đây là suối tóc huyền hả. Mình gọi đây là cơ bắp, rồi đây là cái bụng sáu múi hả. Vân 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 vân. Tức là tất cả những cái biết mà tôi vừa nói là những cái biết kích thích phiền não. Gọi là mình nhìn thấy cái mặt thằng này đúng là cái thằng mà tháng trước nó đã chửi mình. Đúng là cái anh chàng này nó viết email chửi mình. Đúng là cái anh chàng này gọi được. Nói chung là tất cả những cái biết của mình nó toàn là cái biết kích thích phiền não. Tôi có bị A-la-hán thì không. Cái này chỉ có nhìn mình chứ hai cách thôi. Cách tục đế và cách trên đế. Cách tục đế thì biết mình là chỉ có đáng thương và dễ thương. Còn cách nhìn chân đế là nhìn cái gì người cũng thấy nó đáng chán, cái gì nó cũng đang chờ sụp đổ, chờ tan biến. Đó là cách nhìn chân đế. Còn cách nhìn tục đế thì người biết ở đây là cái người, nếu mà họ là bất thiện thì người biết ở đây là người đáng thương, còn nếu đây là người thiện thì người biết ở đây là người dễ thương ha. Chứ ngày không có cái vụ mà thắt đá lưng ông, rồi mắt bù câu, mũi trái tim, mũi dọc dừa, ngày không còn biết cái đó nữa. Ông không biết nhưng mà ngày thấy cái đó là đồ dởm, nó giảm được. Nó cũng giống như đứa bé, nó nhìn như một cái rổ kẹo đủ làm nó thích. Mình người lớn đâu phải mình đuôi đâu mình thấy hả? Mình đâu phải mình đuôi đâu mình không thấy cái rổ nó nhiều màu kẹo, mình đuôi đâu mình thấy. Nhưng mà cái con nít á, nó nhìn cái rổ kẹo mà nhiều màu ấy, nó cảm nhận cái nhiều màu đó theo cái cách nào đó của nó rồi để mình nó mê. Còn mình á, mình nhìn cái rổ kẹo nhiều màu á, mình nghĩ tới hai chuyện là mình lạnh mình sống, thấy chứ. Tại sao có mấy cái màu đó? Toàn là mấy cái phẩm không, mấy cái màu quá chất. Mấy cái màu đó là không có cái nào mà bỏ vô trong người mình mà nó an toàn hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đã nói kẹo là mình biết cái này là đường 108 nghe. Mà đã là đường rồi, nó được cái ăn vô dưới trời chết thôi.
nha, chỉ có thể chết thôi. Cho nên mình người lớn mình chỉ nghĩ đến hai chuyện mình lạnh sống, thứ nhất là màu này là giải được, thứ hai ngọt là giải được. Mà chính vì mình hiểu hai chuyện này, mình hiểu quá sâu sắc đi, hai cái này nó ám mình lên quá sâu đậm đi, cho nên bây giờ mình nhìn thấy cái rổ kẹo là mình lạnh sống trước rồi đó, lạnh sống. Mà trong khi đó một đứa bé nó thấy cái rổ kẹo mà tám màu như vậy thì cái biết nó đã cái nào nó quýnh lên rồi. Tôi có nhìn thấy, tôi biết nó quýnh lên, có nghĩa là nó đang khóc nha. Mà nó thấy cái rổ kẹo rồi là coi như nó tắt đài liền, bao nhiêu đài nào cũng tắt, nó thấy cái rổ kẹo là nó quýnh lên rồi. Thì làm vô mình cũng vậy, cái biết của mình về bản thân, cái biết của mình về người xung quanh, cái biết của mình về cuộc đời, về trăng sao hoa lá kinh rạch sông rồi nha. Thì tất cả những cái biết đó nó toàn những cái biết kích thích gì nào, biết theo cái cách đó đó thì chúng mình gọi là biết cái điều không đáng biết. Còn cái điều đáng biết mình biết, chẳng hạn như mọi hiện hữu là khổ mình biết, mọi cái ưa thích là nguồn khổ mình không biết. Mình không biết rằng ấy, cái sự vắng mặt của khổ và tập đó, là cái chấm dứt, là cái cứu cánh giải thoát mình không biết. Và cái điều thứ tư ấy, mình không hề biết rằng ấy, cái lý tưởng mà cái đạo, cái tinh thần mà cái đạo là con đường giết khổ. Mà có một chuyện rất là căn bản, rất rất là căn bản, một tu sĩ tăng ni hay là một Phật tử khi mà thờ Phật trên đầu ấy, không thể không biết, đó là dầu sanh ra cảnh giới nào đi nữa thì hết cái tuổi thọ đó nó phải đi qua một cái cảnh giới khác. Và tất cả những gì mình thấy là vị ngọt ấy, thì do cái hoàn cảnh sống mà nó cho mình cảm giác đó thôi. Tôi nhắc lại, tất cả những gì mình thấy ngọt ngào đó thì nó chỉ là do hoàn cảnh sống mà nó khiến mình thấy như vậy thôi, chứ không có một cái gì đó là giá trị tuyệt đối là cái đó là ngọt, đúng. Thí dụ như phân, tôi nói nó hơi dơ mà tôi phải cho tôi nói, cái cục phân người ấy, nó có những cái loài động vật nó rất là thích, có những loài động vật nó rất là thích, nhưng mà mình chỉ nghe nói thôi là mình đã lẩm nhẩm rồi. Thí dụ như là tôi đi trên đường ấy, mà tôi nhìn có ai nó ẩu, bên châu Âu thì không có đâu, nhưng mà lâu lâu cũng gặp, chắc châu Á mình len lỏi vô đó chứ không ai. Lâu lâu trên đường mình tôi liếc, mình tôi thấy một cái rối nhỏ nhỏ mà tôi nghi là cái tả của con nít, là thai tả cho con, người ta liễn bên đường. Thì tôi không biết cái tả này dơ đến mức nào, tôi không biết, mà cũng con nít thôi. Mà tôi đi lên đường tôi liếc cái là tôi lạnh sống. Mình chỉ liếc thôi, mình chỉ liếc thôi, chứ tôi chưa tả chậm ngón tay đó. Mà cái đó là của em bé đó nha, mà đâu phải là tả nào cũng dính phân, đâu có. Nhưng mà tôi chỉ tự tôi biết tả, tôi có từng mấy lần tình cờ tôi biết, tôi chỉ lý cái tả ra, tôi nói cái này thì của ai thay cho con người liền này. Là tôi đã lạnh sống rồi nha, lạnh sống rồi mà chưa thấy cái gì trong đông hết. Mà trong khi nó có những cái loài nó đi kiếm cái đó nó ăn đấy. Thì tất cả những cái gì mà mình thấy là ngọt ngào như gớm nhất của mình nó do hoàn cảnh, do cái nghiệp nó đưa mình vô cái cảnh giới đó, mình thấy nó ngọt. Tại sao mình cũng con người như nhau, cũng người Việt như nhau, mà tại sao có người họ nhìn cái áo xoa rê đó, họ thích, họ nhìn một cái thổi son, họ nhìn một cái hộp phấn, họ mê ước, đã rõ lòng dưỡng dưng, tôi nè, quý vị cho tôi một cái xoa rê 6.000 đô la, theo quý vị tôi làm cái gì? Một rổ son, một cây son vậy 300 đô la tôi làm cái gì? Mà có người họ vì cái hoàn cảnh, họ vì là nữ, chỉ cần mang cái xác nữ thôi. Những cái đó họ nhìn nó quýnh nó rồi, nó chịu không nổi nha. Thì cái đó là cái, cho nên cái lưng mình lăn trôi. Và trong từng hoàn cảnh một, lúc thì ta thích cái này, lúc ta ghét cái kia, mà do cái gì đi? Không phải do giá trị của bản thân cái vật đó, mà do cái nghiệp. Nó do ba thứ. Một là cái nghiệp, tiền nghiệp. Hai đó là cái khuynh hướng tâm lý, khuynh hướng tâm lý. Rồi ba đó là cái hoàn cảnh hiện, hoàn cảnh sống hiện tại. Ba ba thứ này nhé, mà chạy cái thứ này nó yếu đó. Ba cái nhân duyên này nè khiến một người thích hay ghét cái gì đó trong đời. Phân tích ra thấy nó tan hoang lắm quý vị, phân tích ra nó tan hoang lắm. Ba cái nhân duyên này nè, nó khiến một người thích hay ghét cái gì đó trong đời. Nó bạc như vậy chứ không có cái gì hết.
nó chỉ vậy thôi. Tiền nghiệp, rồi cái khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp, ví dụ như là do cái nghiệp cũ, do cái nghiệp cũ, do cái nghiệp xưa nó khiến cho tôi làm con chó đó. Rồi do cái khuynh hướng tâm lý là tôi là người tham mái nhiều, thích ăn uống, hay là không thích ăn uống. Mà quý vị thấy không, con chó nó đâu có tham ăn mà con heo. Tôi nhớ trong cái ký ức, trong cái hồi, trong cái kho ký ức của tôi đó, hễ gặp con heo thì hình như nó phải ủi nó đi kiếm ăn, trong ký ức của tôi. Nhưng con chó thì không, lại con chó thì không, con chó thì nó đói nó mới ăn. Chứ còn không thấy cái hình ảnh mà thông thường đó là con chó là nó, một là nếu con chó con chạy lăng xăng, còn nếu con chó lớn nó nằm nó quét cái mỏ nó lên. Các bạn nghĩ là đúng không? Đấy. Nhưng nó có những cái loài mà mình nghĩ tới nó là mình nghĩ đến chuyện ăn cái này. Con heo là lúc nào cũng đi kiếm ăn suốt đời, và con gà, hãy con gà mà thấy nó đi đuôi cái này suốt cuộc đời của nó. Như vậy thì điều thứ nhất là cái tiền nghiệp cho nó vô trong cảnh giới đó, thứ hai là do cái quần hướng tâm lý nó thích cái đó, rồi cái hoàn cảnh hiện tại phải có cái đó nữa, phải do cái hoàn cảnh hiện tại nữa. Tức là tôi là người rất thích ăn uống, nhưng mà bây giờ đi vô trong diện viện với miếng điện, một ngày họ chỉ cho tôi ăn có điểm tâm buổi sáng sơ sài, rồi buổi trưa ăn được thì ăn được thì ráng chịu, rồi buổi chiều là chỉ có nước thôi, chỉ có nước trái cây thôi. Thì bây giờ quý vị nghĩ từ từ nó quen, quý vị từ từ nó quen. Chứ rồi xưa rất chiều là vợ tôi, chồng tôi, ba má tôi cho tôi ăn cái này cho ăn cái kia, rồi nhà tôi mình ở mặt tiền bằng cờ dùng chuối ví dụ như vậy nhé. Rồi rất chiều nó bán tôi đủ thứ thôi nè, hoặc nhà nó quận 5, Đồng Khánh, Bạc Đạt, Phượng Hoàng nhé. Trời rất chiều thôi, ba tàu nó nấu nó bán đầy đủ cái gì nó lung tung hết. Bây giờ qua tới miếng điện, đồ miếng điện làm gì có mà ăn, đồ miếng điện mà làm gì có mà cái nào mà nuốt nổi hả. Tự nhiên nó khiến từ từ cái được thôi, rồi mình cũng quen đấy. Cho nên mình khi mà quen là mình không thích nữa, mình thấy ăn nữa nó nặng nề, nó muốn ăn chiều nữa. Như vậy thì rõ ràng mình thấy thích thì ghét cái gì nó phải do cả ba cái, một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý. Có cái vụ này mệt à, cái vụ khuynh hướng tâm lý này mệt lắm á, mà cái này mình sửa được đấy. Trong ba cái này có thể mình sửa được mấy cái, sửa được hai cái. Cái khuynh hướng tâm lý này đó, sửa được bằng cái gì? Bằng cái yoniso, yoniso manasikara, tức là như lý tác ý. Là khéo, tức là khéo thật ý đó, khéo thật ý. Còn cái hoàn cảnh ấy, còn cái hoàn cảnh sống ấy, thì có thể thay đổi bằng, cũng bằng hai cách, là chi, cũng là khéo thật ý nữa, khéo thật ý và chọn cảnh mà sống, tức là trú xứ thích hợp đó, trú xứ thích hợp đó. Rồi xem dùm bài kinh, xem dùm bài kinh nhất thiết lậu hoặc số 2 trung bộ nha. Làm ơn xem dùm bài kinh nhất thiết là hoặc số 2 trung bộ nhé. Thì trong đó đó, trong đó đó Phật dạy 7 cách đối phó hay là làm việc với phiền não. Có thứ ta phải giáp mặt, chịu đựng. Có thứ ta phải tránh né từ xa. Có thứ ta phải dùng trí suy xét. Vân vân nha, bảy thứ, nhớ là mới coi những cái đó.
là bạn coi, tức là tại sao tôi đi tôi giảng mà tôi giảng mà tôi phải ghi tiếng Việt, tại vì tôi phải ghi, tôi nhớ tôi nói cái gì chứ không tôi quên mất tiêu rồi. Và bây giờ tôi mới nhìn mới nhớ nè, tức là tôi đang giảng thì cái vô minh hả, tôi đang giảng vô minh thì từ cái vô minh đó tôi mới nói là tại sao mà có chuyện mình thích cái này mình ghét cái kia. À, vô minh mà. Do mình không biết gì hết mình mới thích tầm bậy và ghét tầm bậy. Rồi cái thích ghét đó nó do hai nhân à, thì trong hai nhân ghét thích ghét nó do ba nhân, thì trong ba nhân đó thì tiền nghiệp sửa không được, tiền nghiệp đó thì sửa không được à, chỉ sửa được hai cái sau à, thì cách sửa đó à, hai hai cái sau thì cái sửa đó đó à, thì mình phải khéo tới ý trước cái đã, tức là khéo tới ý, khéo tới ý với cái khéo tới ý với cái trí tuệ đó, khéo tác ý tức khéo suy nghĩ. Có số số bà con không biết cái đó là cái gì gọi là trí tuệ Yonisomanasikara nhé. Thì do mình không có chuyện đầu tiên là do mình không có hiểu sâu về cái dòng luân hồi cho nên mình mới thích cái này cái kia, thì nó mới hình thành nên cái dòng duyên khởi, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Chỉ đơn giản, dĩ nhiên cái lý nó không có, mình muốn rắc rối thì nó cũng rắc rối à. À, nhưng mà muốn đơn giản thì nó chỉ là vậy thôi. Tức là do chuyện đầu tiên là do không sợ sinh tử, do không thấy hết các cái khía cạnh của cái gọi là khổ, gồm có ba, khổ khổ là sự có mặt nhé của những gì khiến ta khó chịu, hoại khổ là sự vắng mặt của những gì khiến ta dễ chịu, còn cái hành khổ là cái sự lệ thuộc nhân duyên mà có của gì của pháp hữu vi, của gì của danh sắc, của gì nữa của sự hiện hữu bản thân đó, đó được gọi là hành khổ. Hành khổ tức là cái sự lệ thuộc nhân duyên, do nhân duyên mà có. Tức là khổ mình không có thấy, khổ có thấy cả ba cái này mới đúng. Thấy khổ khổ nghĩa là sự có mặt của những gì làm cho mình khổ. Chi pháp của khổ khổ viết Pali nhé là thọ ưu thọ khổ. Chi pháp của hoại khổ Ipaliyo Viparinama Dukkha nhé. Chi pháp đó là thọ lạc thọ hỷ à, mấy anh này anh có thì đã lắm, nhưng mà hãy mà anh mất cái là nó khổ à nhé. Tức là đang ăn ngon thì tự nhiên cái cắn nhầm cái đó cái nó biến lên vậy. Thì cái đó là sự biến, nó vừa là sự có mặt của khổ khổ mà vừa là sự biến, là sự biến mất mất của cái ngon miệng á, cái tâm tham tận hỷ nó bị biến mất. Hoặc là trời đang mình đang ngồi máy lạnh thế này tự nhiên nó cúp điện thì cái đó là hoại khổ đó, vì sự biến mất của thọ lạc tận hỷ. Chi pháp của hành khổ là tất cả những gì còn lại trong bản nêu chi pháp hả? Từ cử chi niết bàn và giới định đó là cái đó vậy đó, từ niết bàn và giới định. Cái khổ vô là đúng đúng là tôi không biết có bao nhiêu người học A Di Đà, nhưng mà cái căn bản là cứ giảng hay duyên khởi mà giảng không A Di Đà là chỉ có cắn lưỡi thôi nha, cho nên phải giảng. Cho nên mong rằng bà con nào mà chưa học A Di Đà thì làm ơn, làm ơn. Vì các vị tưởng tượng đi, nếu mà các vị thấy
khoa học là cần thiết, thì các vị không thể nào mà dốt cái toán lý hóa được hết. Tại số lượng giác, cái toán lý hóa hình học vật lý, toán lý hóa ba cái này nó là cái căn bản để mình sống ở đời. Sống ở đời thì trong ở trong Phật pháp cũng trang vậy nè, học gì thì học nhưng mà hãy có cái căn bản này thì đạt. Thì khi mình coi kinh nó dễ, mà tu thiền cũng dễ. Nếu mà tôi có một chút tác động nào đó lên ai đó, dĩ nhiên tôi không dám xài chữ học trò, chữ đệ tử rồi chữ ghê đó, nhưng mà ví dụ như tôi có một chút tác động lên ai đó thì tôi cũng khuyên người ta nên học A Di Đà. Tôi khuyên người ta nên học A Di Đà, bởi vì tôi phải báo trước một chuyện mà tôi biết ở đây những người mà gọi là đam mê thì đàm nghe rất là sốc, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Đó là cái A Di Đà nó có một cái đặc biệt, đó là học A Di Đà để hiểu mọi sự là cần xét lại. Đây là cái câu nghe rất là kỳ, nghe rất là kỳ. Học A Di Đà để làm cái gì? Để hiểu mọi sự là cần xét lại, chứ không học để ôm nhé. Sai. Học để ôm giữ làm báu vật là sai. Tinh thần A Di Đà chưa hết đâu, sai với, sai với Phật pháp. Học A Di Đà để hiểu mọi sự là cần xét lại. Tôi ví dụ như cái người mà dốt không biết gì hết, cứ nghe ông thầy ông nói ông giảng về tứ niệm xứ, nhớ nhân con, đây là thân nhân con, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Nhưng thầy thấy con đó, cái tâm, cái khuynh hướng tâm lý của con là có hợp với thân quán, thọ quán, ví dụ như vậy. Rồi đây là thứ, đây là giác chi nhân con, con nhớ nha, cái này là hỷ giác chi, cái này là trạch giác chi, cái này là niệm giác chi, cần cái gì, tỉnh cái gì, định cái gì, xả cái gì, con để nó ghi gớm mình tới hồi nào vi pháp mình biết đó. Thì thật ra đó, cái 37 pháp trợ bồ đề đó, cái này chính là cái kia, hoặc là trong cái này có cái kia, nhớ nha. Một là cái này chính là cái kia, hai là trong cái này có cái kia. Cho nên mấy con số, số 5, số 6, số 3, số 7 là tùy chỗ mà nói. Với một điều quan trọng nữa, phải học A Di Đà để thấy rằng ngay cả Phật trí của Thế Tôn vẫn là cái sự lắp ráp hết sắc na này tới cái sắc na khác. Và cái báo thân của Thế Tôn vẫn là mấy chục cái sắc pháp đó trộn lại thôi. Và trong Tương Ưng Bộ Kinh, tôi quên mất chỗ nào, mình nếu học còn học nữa thế nào cũng sẽ gặp cái chỗ đó. Thế Phật dạy thế này: này các tỳ kheo, tất cả các hành là vô thường, vì nhân tạo ra chúng là vô thường, và từ đó bản thân chúng cũng vô thường. Câu này rất là hay. Nhân tạo ra chúng là vô thường, và bản thân chúng cũng là vô thường. Thí dụ như bây giờ mình nói là cái trái cam đi, thì cái nhân nào mà tạo ra trái cam thì cũng là đất, nước, nắng, gió, mù sương, tức là toàn đồ ráp không à. Đất, nước, nắng, gió, mù sương, vân vân. Mà cái tịch thì nó thành cái trái cam non. Mà cái trái cam non quý vị biết mà, mình lấy cái chân mình chà nó là nó nát rồi nha. Rồi nó lên cái trái cam lớn hơn một chút, rồi nó lớn lên rồi nó thành ra trái cam chín. Mà chín rồi mình không hái, mình cứ để nó đi nha. Thì một là nó rớt xuống đất, nó mềm mập, đạp lên nó bể. Hai là để tự nó khô, nó rô khô rồi thì sao, nó gặp mưa gặp nắng nó cũng mục rồi nha. Cho nên cái nhân tạo người ta nói là sự lắp ráp, mà bản thân nó cũng không có thể trường cử với trời đất trăng sao được nha. Cho nên Phật trí cũng vậy, Phật trí cũng vậy. Ngài vì có bi, có trí, có dũng, thương đời, thương người nha, mới là tu các hạnh lành để thành Phật. Thì những cái hạnh lành đó cũng là tâm và tâm sợ thôi. Thì khi thành Phật rồi đó, thì cái gọi là Phật ấy, 32 hảo tướng cũng là sắc pháp thôi nha. Rồi cái nhất thiết trí của Ngài đó thì cũng là danh pháp hữu vi thôi. Thì khi sống mãn thọ rồi đó, thì cái tấm thân vậy cũng phải bệnh, phải đau, rồi phải nằm xuống, rồi phải dứt hơi rồi ra đi. Rồi cái danh pháp là tâm tử xuất hiện rồi thì kết thúc mọi sự.
Cho nhân tạ đó hữu bi là vô thường, mà chính chúng cũng vô thường là thành đó. Cho nên là nhớ nha, nhớ cái này. Cho nên tôi trở lại là sau khi mà xuất khỏi, biết bây giờ, không biết nãy giờ tôi giảng bao lâu rồi, bà con nhắc dùm nha. Để còn chút xíu thôi, tôi giảng chút xíu nữa. Giờ tôi kết thúc. Là sau khi mình xuất khỏi cái ngũ thiền mà có từ hơi thở nha. Ngũ thiền có từ hơi thở. Để ghi rõ luôn. Chú giải kinh Đại Duyên Trường Bộ và chú giải kinh Sikhi trong phẩm Nhân Duyên này là Ní Đa Nát Vắt Gác để thấy điều tôi vừa nói. Xem chú kinh Đại Duyên và chú giải kinh để thấy rõ cái điều tôi vừa nói. Cái tứ có nghĩa là các ngài tất cả chư Phật đều dùng đề mục hơi thở trong lúc đắc đạo ra khỏi tứ thiền rồi quán xuôi ngược 12 duyên khởi, nãy ghi rồi hả, sau đó thành Phật nhé. Nhớ chỗ này là vậy đó, tức là ngày sau khi qua hai cái canh mà đầu tiên đó, túc mạng sẩm tử rồi đó, thì tới canh thứ ba đó ngài mới suy nghĩ là như vậy thì ngài bây giờ ngài hồi nãy là ngài thấy bằng thần thông, bây giờ ngài dẹp hết dẹp, không có giữ ngài đó, bây giờ thấy hoàn toàn là bằng tâm dục giới, ngài ra đâu có cái cục nợ này đây, cục thanh đây nè, ở đâu có cái cục này đây, là do có sự chào đời, tức là sanh, về cái sự sanh này ở đâu nó có đây, mà cái thấy của ngài lúc đó đó, cái thấy của các Bồ Tát lúc này là cái thấy của người có thiền, có thiền có thông, không phải tưởng tượng hay lý luận suông nha. Phải nhớ cái đó, phải nhớ cái đó, phải thấy người có thiền có thông. Từ người ta mới vừa trải qua hai cảnh đầu tiên mà, người ta mới vừa trải qua hai cảnh, cho nên bây giờ người ta gọi như là người ta nhìn vấn đề nó khác mình dữ lắm nha. Để ngài mới tự hỏi ngài đó, như vậy thì cái này nó có từ cái kia, đúng. Sanh nó sự sanh nó có từ nghiệp hữu và sanh hữu, mà sanh hữu ấy nó chính là tâm tế tục, còn nghiệp hữu chính là các cái tâm thiện ác. Mà hai cái hữu này nó có từ tứ thủ, tứ thủ có nghĩa là tha mái và tài kiến ở mức độ sâu đậm, mà cái nội dung chi pháp nó chỉ là tài kiến và tha mái mà thôi. Mà tha mái và tài kiến trong chuyện gì? Trong chuyện hưởng lạc và chấp ngã. Rồi tứ thủ này nó có từ đâu ra? Nó có từ ái, nó có từ sáu ái ra. Cái là do thích cái này, thích cái kia. Mà tùy kiếp sống, có những kiếp sống mình có đủ sáu ái, có những kiếp sống mình không có đủ sáu ái. Là vì sao? Mình có đủ sáu căn, cái này phải nhớ nha. Có đủ sáu căn thì có đủ sáu ái. Có kiếp ta không đủ sáu ái, nhưng về tiềm năng thì phàm có đủ sáu ái. Biết nói gì hiểu không ta? Biết tôi nói gì các vị có hiểu không? Có kiếp ta không có đủ sáu ái, nhưng mà về tiềm năng ấy thì có nghĩa là bây giờ có những cái loài động vật nó không có đủ sáu giác quan, các vị biết mà phải không? Các vị có biết cái đó mà, các vị có học về bao như cha như con trùng, như làm gì mà con trùng nó bỏ đất làm gì có đủ sáu căn,
à, thì nó không đủ. À, nhưng mà cái không đủ thì không phải là nó giống phạm thiên, không phải là nha. Tại vì cái nghiệp của nó khiến cho nó không có đủ thôi. Ừ. Chứ còn cái tiềm năng của nó, cũng cái potential của nó, cái ability của nó kiếp sau thì có à. Bây giờ mà nó hết kiếp trùng rồi, nó lên nó làm con dế, nó làm con chuột, nó làm con chó, là coi như như là nó sẽ là quần hình, là làm sáu thứ có đủ nha. Ừ, phải nhớ cái đó. Cái phàm phu mình nó nản vô đó đó, hồi có hồi không. Mà có hồi có đó là do có hồi không có là do phước, mà có hồi không có là do tội. Thí dụ như là vị phẩm thiên người ta không có đủ sáu căn là bởi vì cái phước của người ta, cho nên người ta không có cần, người ta không có cần nên người ta không có. Do cái phước tu thiền ấy, người ta không có cần cái đó nữa. Còn ở những sinh có dục ấy, mà thiếu nghĩa là có vấn đề, các bạn còn nhớ cho đó nha. Thì cho nên là nói trên mặt lý thuyết thì mình cứ nhớ con số 6 thôi, tức là do có tư thủ đó mới, mà tư thủ nó có từ 6 ái, mà 6 ái nó có từ 6 thọ. Mà 6 thọ có nghĩa là gì? 6 thọ có nghĩa là cái thọ trong trong lúc mình nhìn, thọ lúc mình nghe, ngửi, nếm, đụng, nếm. Mà người học Abhidharm thì biết là thọ đã thể ngũ trong thức thì luôn luôn thọ xả. Nhưng mà cái thọ ở đây người ta nói là đằng sau ấy, mỗi lần ta nghe thấy cái gì thì cái lộ tâm đầu tiên chỉ là chụp hình một cách trung hòa, không chỉ trung hòa giải này, một cách máy móc. Chưa có một đánh giá nào. Sau đó là bốn tâm lộ mở đơn, tiếng Bali kêu là chích ta vi thi nhé, còn Mỹ nó kêu là process of mind. Bốn cái tâm lộ để định hình xem đó là cái gì, định danh là để biết tên gọi của nó là gì và trước đó là hai tâm lộ thu gom và tổng hợp các chi tiết để sau đó mới biết á. Thí dụ như tôi nhìn rồi tôi biết đây là cái hòn non bộ, tại sao bộ bên á, bên tay phải thì chỉ có cách nó một thước thôi, chỉ có một thước thôi, mà tôi nhìn bên tay phải tôi thấy đó là đống đá, các bạn nghe kỹ không? Bên tay phải tôi nhìn thấy đó là một đống đá và một vũng nước mưa. Nhớ nha, đống đá cộng với vũng nước mưa. Nhưng mà bên tay trái một mét thôi, tôi lại gọi đó là cái hòn non bộ. Mà hòn non bộ là gì? Thì cũng là một đống đá và một vũng nước. Cái trung tâm có nghe kỹ không? Tức là một bên tôi nhìn là một đống đá và một vũng nước mưa. Khi mà cái nhãn thức, cái lộ nhãn thức của tôi chụp hình ấy, tôi biết là đây là một vũng nước mưa cộng với đống đá, tức là cái lượng nước nó cũng khoảng là nửa mét khối cộng với khoảng một tấn đá ha, một tấn đá cộng với nửa mét khối nước, mà một bên tôi gọi là vũng nước mưa và đống đá, trong khi cách đó một mét thôi thì tôi gọi đó là hòn non bộ, thì cũng là một đống đá cũng là nửa mét khối nước. Mà tại sao vậy? Là bởi vì sau khi tôi chụp hình rồi đó thì nó đưa vô trong, nó trong cái đánh giá đó là này cái này là đá, là nước nha, nhưng mà cái hình thức của hai cái này nè, cái trật tự của đá và trật tự của nước ở đây nè, nó là phải vô hòn non bộ mới đúng, giả sơn mới đúng nha. Còn cái kế bên này không được là giả sơn, không được gọi là non bộ, mà chỉ được gọi là đống đá và vũng nước mưa thôi. Đấy, cho nên ý, theo đồng anh thì đàm là như vậy đó. Khi mà anh nhìn thấy cái gì đó là anh mới chụp hình thôi, cái con mắt anh nó chỉ làm việc chụp hình. Còn cái chuyện mà giám định á, đánh giá nó là cái gì đó là do bốn cái lộ tâm tiếp theo. Cái gọi là sanh mu hắc cái nát ti tắc cái hàn nát là vậy đó. À, cái lộ là cái lộ sát mu
mắt gan á, rất là tổng hợp hình ảnh được cái ati tắc gan á, tức là lưu, nên là níu kéo quá khứ. Níu kéo quá khứ là sao? Tức là chuyện níu kéo quá khứ là sao? Tức là theo anh thì đạo mọi thứ nó sinh diệt liên tục, nó như một cái dòng chảy rất là nhanh. Cho nên để mình gọi đó là một cái hoa thì là mình phải gom lại những cái nó đã thấy trước đó. Biết cái việc này kịp không? Mình tưởng nó là một nhưng không phải. Nó đã trôi ra mất tiêu rồi, các bạn thấy nó đã mất rồi. Nhưng mà bây giờ mình kéo nó lại, mình giữ nó giống như là mình quay chậm á, mình quay chậm phải quay chậm lại để nhận xét. Đó, quay chậm lại. Như kéo quá khứ để quay kéo nó kéo chậm thì nó đúng ra đang trôi mất rồi. Đúng ra nó đã trôi mất rồi nha. Nè. Rồi cái thứ hai, cái mấy cái kia đó là áp tắc gan á, là định hình. Đó, rồi na mắt gan đó, định hình cái là sao? Hero sắp xếp đây là cái này, đây là chủng nước mưa với đông đá, còn ở đây là cái cũng nước cũng đá, nhưng mà chỗ này có kêu là giả sơn mới đúng nha. Giả sơn còn đây là chỉ dùng nước mưa thôi. Sau khi xác định gom nó lại rồi, nó bắt đầu biết đây là cái gì, mới biết cái tên, mới nhớ lên tới cái tên của nó, thấy cái hình dáng, xác định hình dáng nó trước, rồi xác định xong rồi nó mới là cho nó cái tên. Mà mọi sự diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức ta cứ nghĩ rằng nhìn là biết, nghe là biết. À, mà trong khi đó có phải biết một cái dân mà giỏi nhạc lý, dân người chơi nhạc có nghề đó, họ nghe cái người đờn ấy, nghe cái người, biết cái việc rung rung có biết cái đó không? Dân nhà nghề đó mà họ nghe ca sĩ hát, rồi họ nghe cái thằng chơi trống, họ nghe cái thằng chơi đàn, chơi nghe cái thằng chơi organ á, nghe cái thằng chơi cái keyboard, cái clarinet, họ nghe họ biết, họ nghe cái thằng chơi saxo họ biết, họ nghe tất cả những cái đó nó trộn lại. Mình mà người mình kẻ ngoại đạo trong làng nhạc cái mình nghe mình không ngờ, để từ ra mình nói thằng đó nó đánh tệ quá đó thì mình có phát hiện thôi. Nhưng mà dân nhà nghề nó chỉ cần có một hộp sạn lên đó là nó nghe nó biết liền, nó biết là trong đây nó đã bị lỗi nhịp rồi, nó biết lỗi nhịp. Thì để phân biệt được cái đó là sao, mình cứ tưởng mình đấy, ô cái đó tôi nghe tôi biết liền, sai. Anh phải có kiến thức về nhạc lý, anh mới phân biệt được cái đó. Cho nên ở đây thế. Như vậy, trong lộ tâm, nhĩ môn, tức là lúc nghe đó, cũng phức tạp như khi ta nhìn. Tức là lộ nhãn môn, tâm lý, lúc ngửi mùi, cũng vậy. Tôi nói nó dài giọng, người ta muốn mà con kiền sáng này mà nhớ tôi ký bài học này, bài học cái phẩm là tôi giảng 8 năm nữa tôi cũng giảng. Ngửi mùi cũng vậy, tức là chỉ nghe cái mùi thôi tôi biết đây là Chanel number 5, Gucci, Versace, Prada, Bulgari, nghe biết liền, biết đây là người mùi mắm tôm, đây là mùi mắm tép, biết đây là mùi dầu hắc, biết đây là cái mùi hoa lài, hoa lý, hoa nhau, biết liền. Nó cũng diễn ra, tức là thứ hết cái mũi nó chỉ chặt hình thôi, nó chỉ chặt hình thôi, chặt vô trong nó phân tích, nó biết cái mùi này là của một người tình xưa mà cách đây 17 năm về trước họ xài. Trong cái ngày chia tay cuối cùng mình nghe được trên tóc của bà cái mùi này, và cái mùi dầu gió này là cái mùi cuối cùng mà mình nghe từ cái người của bà ngoại mình trong cái đêm mà mình xuống tàu đi vượt biên, cái chai dầu gió kim hiểu vô lạc bà. Tức là chỉ nghe mùi đó thôi là nó kéo lại tất cả những cái gì quá khứ hết, nó kéo về. Thì như vậy thì chỉ cái mùi đó thôi nha, chỉ có cái mùi đó thôi thì nó phải diễn bởi bao nhiêu là tâm lộ nó diễn ra. Thứ nhất là ta tìm tắt cái hai nát kia, nó kéo cả quá khứ rồi. Thứ hai nữa là sao mù hắt cái nát kia, là nó tổng hợp mọi thứ. Cái thứ ba là áp tắt cái hai nát, có nghĩa là nó phải định hình cái này là cái mùi gì,
Và cái thứ ba là Namakana, có nghĩa là cái tên của cái mùi này là mùi gì. Ok, cho tôi nghĩ. Hẹn gặp ngày thứ bảy. Trứ lạc đề nhé. Ok. Chính chào cho tôi. Trứ lạc đề nhé. Ok. Chính chào cho tôi. Trứ lạc đề nhé. Ok. Chính chào cho tôi. Trứ lạc đề nhé. Ok. Chính chào cho tôi. Trứ lạc đề nhé. Ok. Chính chào cho tôi. Trứ lạc đề nhé. Ok. Chính chào cho tôi. Trứ lạc đề nhé. Ok. Chính chào cho tôi. Trứ lạc